Chung tài xỉu chào tất cả anh em kênh chuyên chia sẻ hướng dẫn cách soi cầu bắt cầu tài xỉu, và hôm nay mình sẽ cập nhật một chút ưu đãi khuyến mãi về 68 game bài. 68 game bài đang có ưu đãi khuyến mãi nạp đầu lên đến 100% cho những em tham gia và tặng 2% cho mỗi một đơn nạp hàng ngày, và đặc biệt là tặng cho anh em tân thủ là 30k để anh em thể khởi nghiệp, và 30k này anh em có thể chiến đấu tất cả các sảnh các trò chơi có trong 68 game bài anh em nhé. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục vào chiến đấu kiếm lúa và sẽ chia sẻ cho anh em những kỹ năng kinh nghiệm để anh em có thể áp dụng đơn giản hiệu quả. Anh em theo dõi video có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật những cái tin tức mới nhất nha anh em nha. Chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái mẹo chơi tài xỉu luôn thắng anh em nhé. Thì nói chung là cái tỷ lệ thắng rất là cao. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ anh em đó là mẹo đánh bất thép. Mẹo đánh bất thép đối chủ. Nói chung ấy, là cái mẹo đánh cấp thép này sẽ cực kỳ là hiệu quả, vừa phù hợp với cả các loại cầu và vừa phù hợp với cách đi vốn của anh em. Ví dụ là anh em vốn nhỏ cũng có thể chơi đấy. Khi mà anh em chơi ấy, thì anh em chỉ cần là đánh được cái bắt được nắm bắt được cái cầu đấy thôi là anh em có thể là chắc chắn là có thể thắng rồi, đúng không? Đấy là cách chơi này hiệu quả cho anh em người mới chơi này đấy, hay là cho anh em nào chơi lâu rồi mà tỷ thắng còn chưa được cao này, đúng không? Thì ván đầu tiên ấy anh em sẽ thua, đúng không? Thì em đừng có vội nản, hay là cái tay đầu mà anh em vừa vào đã gãy rồi thì đừng có vội mà nản, nhưng mà đừng có all-in là được nha. All-in thì mình chịu đấy, nhưng mà chơi thì cân đối mức vốn thì nó mới gọi là ok được chứ. Vừa vào all-in thì thua thì đúng là nản, đúng rồi đấy. Còn đấy anh em chơi mà vừa vào mà đánh bình tĩnh, gọi là vừa đánh vừa quan sát thì được đấy, gọi là có thể là tay đầu mất không sao, mình không sửa sai được. Dù biết là cái tay đầu nếu như mà ăn thì đó là cái động lực, đó là một cái tinh thần để có tiền sau nó sẽ dễ dàng hơn, hay là biết được là cái phiên chung hôm nay mình cảm thấy là nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không? Nhưng mà không nhất thiết là ai có thể là 100% là cái tiếng đầu là có thể hút được, đúng không? Nên là vì thế đôi khi là tiếng đầu vậy không sao, đừng nói là thì mình cũng chia sẻ cho anh em. Thì khi mà đây nhá, mình sẽ đây tiếng đầu tiên thì anh em có thể là đi 100k. Nếu như mà tiếng này mà gãy, đúng không? Mà gãy thì không sao, thì anh em không có vấn đề gì, thì em sẽ đi tay thứ hai cho mình, đó là anh em sẽ đi tay này 200k. 200k thì tiếng này sẽ ăn nó cứ lại ngày đến trước, hoặc là tiếng này vẫn thua đi. Đấy, tiếng này vẫn thua thì không sao, thì anh em sẽ đi tay thứ ba. Tay thứ ba thì anh em phải là lên 400. Anh em đã nhìn nhận ra được vấn đề chưa? Nếu như mà 400 này mà ăn ấy thì là mình sẽ bắt đầu hồi lên 300 này, đúng không? Là vẫn là lời trong 100 ở đây, được chưa? Đó. Thì nếu như tay này đến nỗi là đèn nữa đi là vẫn thua, thì anh em đừng có vội nản, đi tiếp cho mình là cái tay thứ tư, đó là x hai lần lên, đó là 800. Đấy, 800k này. Thì cái tiếng này thì nếu như mà ăn thì mình đã gỡ lại được 3 tiếng đầu này lại ra, được chưa? Lại ra, bởi vì 3 tiếng này mình chỉ có là 700 thôi. 700 và tiếng này 800 lại ra 100, được chưa? Nhưng mà nếu như mà trong trường hợp vẫn là đen mà vẫn thua nữa thì anh em đi tay thứ 5 cho mình. Đây, đi tay thứ 5 đó là củ 6. Đấy, một củ 6 thì cái tiếng này thì thắng, thì anh em bắt đầu là lại, đúng không? Không ai gãy quá được là vượt qua 4 tay rồi, đúng không? Kể cả anh em bẻ cầu bệt chăng nữa, trong cái trường hợp là bệt ví dụ là 10-20 tay thì mình cũng bó tay, thì đen lắm anh em gặp trường hợp cầu bệt đấy, đúng không? Nhưng mà trong cái bình thường nếu như em kiểu bẻ cái cầu nào chăng nữa bằng ngày 4 tay thì tay cuối cùng tay không nào cũng được phải ăn thôi đấy. Để tay 1 củ 6 này sẽ giải quyết hết tất cả cái vấn đề này. Cái lần thứ 6 này anh em quay lại mức đầu là 100k, là tiếp tục áp dụng 100k sau 200k từ dưới lên với mình, áp dụng như này cho mình, được chưa? Thì
thì cái cược như vậy ấy, thì anh em sẽ luôn thắng, hay là chơi thì nó sẽ kiểu là thua sẽ khó lắm. Không phải là thua ở cái tay mình chơi mà thua ở cái phần chốt lãi nha. Đấy, chốt được cái lãi thì khó lắm. Nên là khi mà anh em theo cái cách này ấy, thì anh em phải có một cái số vốn đầu tư cao đi. Ví dụ anh em mà đi 100-200k này thì anh em đại nhập tính sơ sơ đây chỉ là cần có khoảng 5 củ đổ về thôi. Ở đây chưa đi là đến được 5 củ đâu, nhưng mà anh em cứ có một vốn khoảng 3-4 củ là cũng được, là được rồi đúng không? Hoặc là anh em mà chơi vốn to thì đi 10 củ, 20 củ, 40 củ và 80 củ, ví dụ nhân dần như thế đúng không? Nói chung là chơi theo cái cách đi vốn này thì nó sẽ dễ. Ví dụ nhưng mà nhé, để mà theo cái cầu này, ví dụ như để bệt này, ví dụ là nó chạy bệt, ví dụ là 12 này, 13, 14 và đây là 15, có khi là đây là bệt tài đúng không, thì có bao giờ nó bệt đến nỗi là đến tay thứ năm này là chưa gãy đâu đúng không, thì có bao giờ là anh em bắt gãy từ cái đầu cầu ấy đâu, thì phải bắt gãy từ cái tiếng 13 này đi, đây là có 1, 2, 3 và đây là cái thứ 4, đây là cái thứ 4, đây là anh em đã bắt đầu là hút rồi, cái này củ 6 nó là hút, cái thứ 5 gãy xỉu nữa rồi thì nó lại lớn rồi đúng không. Nên là vì thế anh em hãy lưu ý cho mình khi mà chơi và cũng như là đi vốn phải là chuẩn như này nha, 100 và 100, chứ không phải 101, 102 hay là 201, 202k đâu nha. Kể cả là số tiền lẻ thì anh em làm trò cũng không cần, thì đúng cái số tiền này cho mình được chưa? Đó. Không là anh em sẽ bị hớ ngay. Nên là tốt nhất là khi mà anh em chơi và cũng như là bắt cầu thì anh em nắm bắt rõ được cách đi vốn này cho mình. Đấy là cái mẹo đánh cấp thích của mình đối với cái môn tài xỉu online hiện nay. Và anh em nhớ là khi mà đến tay một củ sáu rồi thì em quay về cái mức 100, 200, 300, ai được 100, 200 và 400 và 800 và một củ sáu lại tiếp tục quay lại từ đầu. Tức là em có thể chơi ngày qua ngày được luôn, chỉ sợ là anh em không có thời gian thôi. Nhưng mà anh em nhớ và lưu cho mình là anh em chơi và bắt cầu thì anh em phải là mắt thông và liền mạch nha. Tức là sao? Tức là chơi thông ấy, đừng có bỏ qua, ví dụ là thêm 100 thì lại bỏ qua một tay, lại tay sau mới là đi vào 200 luôn nha. Chơi theo nhiều chơi nhảy cầu ấy, thì nói chung là nó sẽ kiểu là không có tỷ lệ cao được anh em nha. Nói chung là nó sẽ kiểu là nhảy cầu thì bỏ qua cái tay đấy rồi thì nó lại thành ra là bị hẫng một hẫng này, kiểu là bị mất đi khoảng là 1-2 tay ở đây ấy, như thế. Nên là vì thế anh em nhớ là khi mà chơi áp dụng các cái vốn này thì phải là thông luôn. Cầu bệt thì bắt đủ, cầu bệt thì là nó gãy, hay là cầu một bắt đủ cầu một để khi hay là nó gãy đúng không. Đấy, nên là vì thế không được nhảy cầu và bỏ qua phiên nào nhé, chơi là bắt thông luôn chưa. Ok, thì trong cái video này mình chia sẻ cho anh em một cái mẹo đánh gấp thép cực kỳ là hiệu quả, em thể áp dụng vào cái phiên chơi tài xỉu bất kể một con game tài xỉu hiện nay, nhưng mà nó phải là uy tín nha. Đấy, chứ đừng có chơi một con game mà vớ vẩn tào la bi đao, thành ra là nó chẳng đâu vào đâu. Nên là vì thế anh em hãy lựa chọn con game nào anh em cảm thấy là ok, đông người chơi và cũng như là một cái nhà, một cái cổng game mà nó đáng để đầu tư vốn vào áp dụng cái mẹo máy này thì mình sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Ok, thì video này để chúc em may mắn. Đấy, hẹn anh em ở video sau mình sẽ thêm cho anh em nhiều cái mẹo đánh hay hơn nữa. Anh em nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không thể bỏ lỡ những cái video mới nhất của mình nha. Ok, ba anh em chào mọi người nha.